Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bộ Y tế có biến, Cao Minh Quang và Trương Quốc Cường kéo Nguyễn Kim Tiến vào Juventus. Gia nhập câu lạc bộ Juventus là câu nói đùa khi một ai đó bị bắt nhốt vào tù. Y phục của tù nhân Việt Nam là màu sọc đen giống áo câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng thế giới, câu lạc bộ Juventus. Hiện nay, cấp phó của bà Nguyễn Thị Kim Tiến là ông Trương Quốc Cường thì đang ở tù. Ông này được xem như đã gia nhập câu lạc bộ Juventus. Tội của Trương Quốc Cường rất lớn. Chính ông ta đã ký duyệt nhiều loại giấy tờ bất hợp lệ để công ty Việt Nam Pharma có thể nhập vào Việt Nam lượng thuốc ung thư giả để giải khắp các bệnh viện. Đây là hình ảnh ông Cao Minh Quang. Việc động trời như vậy, một mình ông Trương Quốc Cường không thể làm nổi mà phải có sự hỗ trợ của một bộ máy nhà nước của ngành y tế. Và việc ông Nguyễn Phú Trọng là khui đến những ai nữa, đây là câu hỏi đang được đặt ra. Cả Bộ Y tế đều vận hành để hỗ trợ gian thương nhập thuốc là điều ai cũng thấy. Và quả thật, ngoài ông cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường hiện nay, một nhân vật khác cũng đang đầu quân cho Juventus, đó chính là Cao Minh Quang. Ông Cao Minh Quang cũng làm Thứ trưởng, cấp phó của bà Nguyễn Thị Kim Tiến trước đây. Không biết bà Nguyễn Thị Kim Tiến điều hành Bộ Y tế như thế nào mà cấp phó đều dính chàm đến như vậy. Chẳng lẽ bà là cấp trưởng, là người có quyền cao nhất trong Bộ Y tế mà không được biết hay sao, là câu hỏi được đặt ra. Đây là câu hỏi to tướng mà người dân cần hỏi ông chủ lò, đó là ông Nguyễn Phú Trọng giải thích hộ. Vào ngày 14 tháng 5 năm 2022, C03 thuộc Bộ Công an đã có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Đăng ký Đất đai tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và đề nghị rà soát và tạm ngừng các giao dịch liên quan đến bị can Cao Minh Quang, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế của Việt Nam, liên quan đến vụ án hình sự gây thiệt hại hơn 3,84 triệu USD xảy ra tại Bộ Y tế, công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long là công ty dược Cửu Long và một số các đơn vị liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an cũng vừa có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Đăng ký Đất đai tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị rà soát và tạm ngừng các giao dịch liên quan đến các tài sản, sổ tiết kiệm, nhà đất của bị can Cao Minh Quang, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế. Dương Huy Liệu là cựu Vụ trưởng Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế. Ngoài ra, từ ngày 4 tháng 4, C03 đã phong tỏa 2 tài khoản bao gồm sổ tiết kiệm tổng giá trị là 1,5 tỷ đồng và kê biên 4 tài sản là quyền sử dụng đất đứng tên sở hữu của bị can Lương Văn Hóa, cựu Tổng giám đốc Công ty Dược Cửu Long và vợ, kê biên 5 giấy tờ về quyền sử dụng đất đứng tên sở hữu của bị can Nguyễn Thanh Hải, cựu Kế toán trưởng Công ty Dược Cửu Long. Đây là hình ảnh cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến. Cả ông Cao Minh Quang, ông Trương Quốc Cường và bà Nguyễn Thị Kim Tiến đều liên quan đến vụ án Việt Nam Pharma và cả ba người đều liên quan, nhưng hai trong số đó đã bị bắt. Số phận bà Nguyễn Thị Kim Tiến hiện nay đang rất hẩm hiu. Vào sáng ngày 12 tháng 5, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, luật sư đề nghị triệu tập cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang. Đáng chú ý, trong phiên sơ thẩm, luật sư Hà Mạnh Huy là bào chữa cho Nguyễn Thị Thu Thủy, nguyên phó phòng của Cục Quản lý Dược, đề nghị triệu tập cựu Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang đã bị khởi tố bắt tạm giam hôm 11 tháng 3 trong vụ án xảy ra ở Công ty Dược phẩm Cửu Long. Theo luật sư Huy, do ông Quang cũng liên quan đến vụ án nên cần phải triệu tập để làm rõ một số nội dung, trong đó có văn bản do ông Quang ký liên quan đến quy trình đăng ký thuốc cho Việt Nam Pharma. Theo cáo trạng của vụ án, ông Cao Minh Quang sinh năm 1956, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt thuốc đã có các sai phạm, là người quyết định cuối cùng cho việc cấp số đăng ký với 7 loại thuốc giả nhãn mác hết 2000 Canada, ký ban hành công văn số 2970 có nội dung trái quy định của pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự. Đây là hình ảnh ông Trương Quốc Cường đã phải ra tòa. Cấp phó không thể nào qua mặt được cấp trưởng. Nếu không có cấp trưởng và đèn xanh thì liệu hai cấp phó của bà Tiến có dám làm bậy như vậy hay không? Vậy nên tội của bà Nguyễn Thị Kim Tiến không hề nhẹ hơn tội của hai cấp phó của bà. Và xem ra bà Nguyễn Thị Kim Tiến khó mà tránh khỏi một suất tại câu lạc bộ Juventus nổi tiếng ở Việt Nam. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bất lực trước Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Tô Lâm dở chiều cùn. Với mối quan hệ khủng từ ông Nguyễn Tân Dũng, Nguyễn Thị Kim Ngân đến những người đương chức như Phạm Minh Chính, Phạm Bình Minh, vân vân, thì bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cho biết rằng bà là người không hề dễ bị bắt. Với quan hệ khủng như thế, việc nắm bắt thông tin mật trước khi Tô Lâm triển khai việc bắt người là hoàn toàn có thể. Bà là người đã kết nối những vụ buôn bán vũ khí lên đến hàng tỷ đô la. Và rất nhiều người đã đánh hơi và cao chạy xa bay trước khi quân của Tô Lâm ập đến. Những người đó có thể được kể ra như ông Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy, Bùi Quang Huy, Hồ Thị Kim Thoa. Những người này đều trốn chót lọt và Tô Lâm đành phải bó tay. Chỉ có Trịnh Xuân Thanh đã trốn được nhưng lại lên tiếng thách thức ông Nguyễn Phú Trọng và đã bị bắt cóc đem về quy án. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Nguyễn Thị Thanh Nhàn có mối quan hệ tốt hơn với những nhân vật kia và có liên quan đến những nhân vật đương chức có quyền lực rất lớn. Bà lại nắm giữ số tiền cũng khủng khiếp. Việc để bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị bắt giữ không khác nào những người có liên quan đến bà bị mất trắng sự nghiệp chính trị. Vì thế, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã được bảo vệ và được che giấu kỹ là điều dễ hiểu. Không phải cứ hễ có quyền lực trong tay là tóm ai cũng được. Tóm những người thường dân hiền lành thì dễ tóm, chứ như bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì Tô Lâm không phải là người đáng ngại. Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã biết tin xấu, đợi bà từ rất lâu rồi, nên bà đã cao chạy xa bay từ ngày 19 tháng 6 năm 2021, tức là cách đây gần một năm. Quả thật không biết ông Tô Lâm đã vờn Nguyễn Thị Thanh Nhàn hay ngược lại. Bó tay trước việc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bỏ trốn, Tô Lâm đã dở chiêu cuối cùng, đó là phát lệnh truy nã. Vào ngày 10 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, căn cứ theo quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sinh năm 1969 tại Bắc Ninh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế. Đây là hình ảnh chiêu cùn của ông Tô Lâm là phát lệnh truy nã. Át hẳn bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn không ở Việt Nam với sự giàu có đủ để mua quốc tịch ở nước ngoài. Với mối quan hệ khủng đủ để biết trước mọi thông tin bất lợi, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hoàn toàn đủ khả năng để có thể định cư ở nước ngoài và an tâm mà hưởng thụ. Chỉ có dại như ông Trịnh Xuân Thanh thì mới lên mạng xã hội cho Tô Lâm biết nơi đang ở, chứ như những người khác âm thầm sống ở nước ngoài thì có 10 ông Tô Lâm cũng đành bó tay, như Vũ Đình Duy hoặc như bà Thoa tại Pháp và rất nhiều nhân vật khác hiện nay đang an sống ở những nơi sang trọng, lịch sự và rất đầy đủ. Nơi thường trú của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đó là căn hộ số 1102 chung cư Pacific, số 83 phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Nơi ở hiện tại là căn hộ số 1709 cũng chung cư ở số 83B phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tuy nhiên, dù lục soát thật kỹ, dù bố trí người theo dõi dày đặc thì Tô Lâm vẫn không thể nào lần ra manh mối của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung vào năm 2017. Theo thông tin của lệnh truy nã thì bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người được truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm, ông tướng quyền uy nhưng bất lực trước bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Nếu những ai luẩn quẩn tại Việt Nam thì lệnh truy nã là mối nguy khôn lường, kể cả sang Thái Lan, Campuchia, Lào hay Singapore. Khó mà trốn thoát, khi ra đường bất kỳ ai cũng có thể nhận ra. Tuy nhiên, với tầm như Nguyễn Thị Thanh Nhàn, không ai lại dại đến mức phải ở trong nước cả. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã trốn trước lệnh truy nã tới 11 tháng, thời gian đủ để dài để kiếm một suất định cư ở nước ngoài. Việc để bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trốn thoát là lỗi của cả bộ máy. Với việc bà Nhàn biết trước thông tin tới một năm thì có thể nói ông Tô Lâm không hề có chiêu độc đáo nào có thể tóm được bà cả. Đấy là sự bất lực của ông tướng công an. Phát lệnh truy nã là vô dụng đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong trường hợp này, mà ngược lại có thể giúp bà tị nạn chính trị với lệnh truy nã đó. Trong trường hợp này, chiêu của Tô Lâm chỉ là chiều cụt